Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cho phép 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thượng đến, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, 10 ngày nổ lớn tháng 7 âm lịch 2024, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, hợp vía thần tài, ăn nên làm ra, làm một được 10, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, đổi đời cực giàu có. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại đôi chút về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 nhé. Quý Mão với nạp âm hành kim, do can quý thủy ghép với chi Mão mộc, thủy sinh nhập mộc bằng can sinh chi, thuộc lứa tuổi có năng lực đầy đủ, căn bản vững chắc hơn người, gặp nhiều may mắn, ít gặp trở ngại ở tiền vận. Vì nạp âm khắc chi nên thời trung vận một số người có thể gặp nhiều hoàn cảnh không xứng ý toại lòng. Song về hậu vận, đời sống trở nên an nhàn và thanh thản hơn nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm cùng nghị lực với sự phấn đấu của bản thân. Từ trung vận, nếu ngày sinh mang hàng can, giáp, ất, nhâm, quý, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng thêm phúc ấm của dòng họ, sinh vào mùa thu hai tuần lễ giao mùa là thuận mùa sinh. Quý Mão có đầy đủ tính chất của can quý trầm lặng, nhiều cảm hứng ngay thẳng, gặp thời biến hóa như rồng và chi Mão là mẫu người nhanh nhẹn, khôn ngoan, ngoài mặt thường tỏ ra nhu mì, cầm tinh con mèo. Về tuổi Quý Mão nam mạng, tuổi Quý Mão nam mệnh có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng. Cuộc sống và thời kỳ trung vận thì được nhiều điều tốt đẹp và thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đủ đầy và an nhàn, sung sướng. Nói tóm lại, tuổi Quý Mão sẽ có nhiều bước tốt đẹp và hy vọng thành công trong cuộc sống. Sinh năm 1963 đa phần là những người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp, thích cái mới can đảm làm đúng, lục thân nông cạn, chỉ hiền lành trong công việc dễ kiếm tiền, khó khăn để giữ tiền và đam mê. Quý Mão sinh năm 1963 nam mạng cho biết, người này là người gặp nhiều thăng trầm trong cuộc đời, lại có nhiều của cải, tuổi trẻ nghèo khó nhưng sống rất trung hậu lại thành thạo biết nhiều nghề. Tuy nhiên, Quý Mão lại không kiên trì trong công việc, có đôi khi bỏ dở giữa chừng. Họ có năng khiếu về các môn khoa học tính toán, nên họ rất phù hợp với những nghề thiên về công việc chính trị, xã hội. Người tuổi Quý Mão có tính cách mềm mỏng, hòa nhã lịch sự, khéo léo, có tài được nhiều người tin tưởng. Gia đạo nam giới tuổi Quý Mão có nhiều điều tốt đẹp, vào thời kỳ trung vận có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc. Con đường công danh chỉ ở mức độ trung bình mà thôi, họ không phải là người thiếu tiền, tuổi Quý Mão có khả năng kiếm tiền. Bạn cũng biết cách lập kế hoạch cho tương lai của mình, mèo sẽ rất chắc chắn về những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Quý Mão sẽ chảnh mảng trong việc kiếm tiền, bạn coi việc kiếm tiền là một thú vui, tích lũy tiền bạc ngày càng nhiều. Những người cầm tinh Quý Mão thường là những người giàu có, bởi tính cách mong ước sự an toàn và ổn định, nên bạn có xu hướng sống ổn định khi về già, có thể sống cuộc sống thoải mái. Không phải lo lắng về tiền, các vấn đề về việc vay tiền nên được xử lý đúng đắn để tránh tranh chấp sau này và mất đi những người bạn quý giá của bạn. Về Quý Mão nữ mạng, nữ Quý Mão thông minh, vợ chồng hòa thuận, con cái thông minh, một cặp dễ nương tựa. Người sinh vào mùa xuân và mùa hạ được hưởng cả phúc và trường thọ. Người sinh vào mùa thu và mùa đông, không lo cơm ăn áo mặc. Người sinh vào ban ngày sẽ được hưởng tốt đẹp, người sinh vào ban đêm không phải lo lắng. Người tuổi Quý Mão rất biết hưởng thụ, thích hưởng thụ những cái đẹp và yêu thích sự giàu sang, họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí cho mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn và những điều không hay. Kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt, mặt khác họ khá hậm hĩnh hay ngồi lê đôi mách và khó có thể tự vực dậy mình khi gặp phải hoàn cảnh éo le bất chắc. Dù cởi mở dễ gần, nhưng họ thích cuộc sống yên tĩnh và tương đối bảo thủ,
sự quan tâm an ủi rất cần thiết với họ và họ thường hay than vãn mỗi khi gặp phiền toái. Đôi lúc người tuổi Quý Mão trở thành kẻ nhu nhược và cơ hội vì họ là người an phận trong cuộc sống, họ không có lý tưởng cao đẹp cho lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Tuổi Quý Mão 1963 cũng không thích người khác nói năng nói nhẹ mình hay bình phẩm về bản thân mình, mà giả sử như có điều này xảy ra, thì họ cũng chẳng hề quan tâm, đây chỉ là sự thể hiện bên ngoài cho con người khác, không thấy được tính cách xấu của mình. Nhưng nội tâm bên trong thì hoàn toàn trái ngược, có thể khiến cho bản thân họ bị xuống tinh thần và thất bại ngay sau đó. Một ai đó thể hiện sự chăm sóc và để ý tới người tuổi Quý Mão, thì họ sẽ dễ tin và yêu thương hết mực. Đây là một điểm yếu đặc trưng cần phải sửa đổi, vì đôi khi người ta tốt là có mục đích. Ngược lại, ai không thích họ, tuổi Quý Mão sẽ không ưa ngay ra mặt. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Quý Mão âm lịch, con giáp này bước vào tháng cô hồn với vận trình hung cát đan xen, làm gì cũng nên cẩn thận để tránh hậu họa về sau, cẩn tắc vô áy náy. Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh gặp không ít trắc trở khi vấp phải sự cạnh tranh khắc nghiệt chốn công sở. Một số khúc mắc có thể xảy ra giữa mệnh chủ và đồng nghiệp, thậm chí nghiêm trọng còn có thể khiến cấp trên không hài lòng với cách xử sự của bạn. May mắn là trong tháng có nguyệt lệnh lâm đế vượng, điều này có nghĩa là vạn sự khởi đầu nan, ban đầu có khó khăn nhưng về sau sẽ thuận lợi hơn. Con giáp này có thể sẽ được quý nhân yêu quý, bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí của tuổi Quý Mão sẽ tốt lên, khi đó công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như tuổi Quý Mão mong muốn. Tuy nhiên, trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú mèo không khả quan cho lắm. Điềm báo tử vi cho thấy có dấu hiệu phá tài do bị lừa gạt tiền của. Thêm nữa, việc kinh doanh, buôn bán của bạn chưa có dấu hiệu khởi sắc nên thay đổi phương thức làm việc để tạo hiệu quả cao hơn. Lúc này, tuổi Quý Mão cần cố gắng nhiều hơn nữa, đừng trông chờ vào những trò may rủi, nhất là trong tháng cô hồn này. Phương diện tình cảm của tuổi Quý Mão cũng gặp không ít trục trặc, vợ chồng xảy ra khắc khẩu, mâu thuẫn trong vấn đề nuôi dạy con cái. Tiền bạc có lẽ vì hung tinh thiên hình khiến tâm tính bản mệnh nóng nảy, không đặt mình vào vị trí của đối phương. Chi tiết cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi Quý Mão gặp không ít khó khăn, trắc trở, nhưng không phải không có điểm sáng trong nghịch cảnh. Cạnh tranh trong tháng có dấu hiệu tăng lên, bản mệnh phải lao đao vất vả để đối phó với những chiêu trò cản trở của đối thủ. Một số khúc mắc có thể xảy ra giữa mệnh chủ và đồng nghiệp, thậm chí nghiêm trọng còn có thể khiến cấp trên không hài lòng với cách xử sự của bạn. Dù là một con giáp hiền lành, không thích tranh đấu, nhưng tuổi Quý Mão cũng khó mà đứng ngoài cuộc cạnh tranh này, nhất là khi nó có liên quan trực tiếp đến đường thăng tiến trong tương lai của bạn. Nếu cạnh tranh lành mạnh thì bạn cũng chẳng lo lắng, bạn hoàn toàn tự tin vào năng lực chuyên môn của mình. Nhưng điều khiến tuổi Quý Mão lo lắng là những chiêu trò chơi xấu của tiểu nhân, tìm cách hãm hại vì ghen ăn tức ở, địch trong tối, ta ngoài sáng. Mệnh chủ chỉ sợ trong lúc mình đang cố gắng hết mình, lại bị đâm sau lưng lúc nào không hay. May mắn là trong tháng có nguyệt lệnh lâm đế vượng, điều này có nghĩa là vạn sự khởi đầu nan, ban đầu có khó khăn nhưng về sau sẽ thuận lợi hơn. Con giáp này có thể sẽ được quý nhân yêu quý, bởi tính chính trực và có trách nhiệm, nên sẽ giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Chỉ cần bạn làm việc thận trọng, rà soát kỹ càng và đừng tỏ thái độ cao ngạo, để tránh rước lấy những phiền phức không đáng. Tập trung làm việc cần làm, bỏ ngoài tai những thị phi, bạn vẫn có thể cho ra kết quả khả quan như bản thân mong muốn, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Về phương diện tài lộc, bước sang tháng mới, đường tài lộc của người tuổi Quý Mão không được may mắn cho lắm. Thời điểm này, tài vận duy trì ở mức ổn định là tốt lắm rồi, chứ khó mong vượng phát. Tháng này, không có tài tinh chiếu mệnh, điềm báo tử vi cho thấy, nếu không cẩn thận, bạn còn có dấu hiệu phá tài do bị lừa gạt tiền của khi tiểu hao hung tinh xuất hiện. Thêm nữa, việc kinh doanh, buôn bán của bạn chưa có dấu hiệu khởi sắc nên thay đổi phương thức làm việc để tạo hiệu quả cao hơn.
Lúc này, tuổi Quý Mão cần cố gắng nhiều hơn nữa, đừng trông chờ vào những trò may rủi, nhất là trong tháng cô hồn này. Đầu tư trong thời điểm này cũng không phải là quyết định khôn ngoan, dễ lãi ít, lỗ nhiều, bạn nên hạn chế tiến hành giao dịch tài chính ở quy mô lớn. Đặc biệt là cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền bạc. Đừng xem thường tháng 7 âm lịch, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Trong tháng bản mệnh cần chú ý những điều cấm kỵ trong tháng cô hồn, tránh hồn siêu phách lạc. Về phương diện tình cảm, có lẽ tháng 7 âm là một tháng nhiều thử thách với người tuổi Quý Mão, khi chẳng những công việc, tiền bạc gặp nhiều trục trặc mà vận xui còn đeo bám cả chuyện tình cảm của bản mệnh. Trong tháng gia đạo nhiều bất ổn, các cặp vợ chồng, thậm chí là các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột. Vợ chồng dễ xảy ra khắc khẩu trong vấn đề nuôi dạy con cái, tiền bạc, có lẽ do ảnh hưởng của thiên hình hung tinh. Tâm tính của bản mệnh nóng nảy ngày càng có xu hướng hà khắc, không đặt mình vào vị trí của đối phương, khiến gia đình luôn trong không khí bí bách. Cả hai đều cần dành thời gian để xem xét lại vấn đề này, tránh để mâu thuẫn gia đình ảnh hưởng tới con trẻ trong nhà. Xem phi tinh tháng 7 năm 2024 âm lịch, nhất bạch chủ đào hoa tinh, bay về hướng đông nam, bản mệnh có thể đặt một lọ hoa tươi hay đặt những món đồ đôi có màu hồng, màu đỏ, hình dáng tròn trịa tại đây để thu hút đào hoa, tình duyên không còn chắc chờ nữa. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 7 âm nhận thấy sức khỏe của người tuổi Quý Mão không quá lý tưởng trong tháng này, bản mệnh chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, khiến thể lực có dấu hiệu suy nhược, bệnh vặt khó tránh nhất là những bệnh do thay đổi thời tiết như cảm, sốt, ho. Thiên hình hung tinh xuất hiện còn mang theo điềm báo về họa huyết quang, động chạm dao kéo, mổ xẻ, cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa. Nữ mệnh cần chú ý các bệnh phụ khoa. Tuổi Quý Mão cũng cần quan tâm tới sức khỏe của người thân, đặc biệt là người lớn tuổi. Nếu người lớn tuổi trong nhà có dấu hiệu khó chịu, bất thường, cần phải đưa đi khám sớm để kịp thời chữa trị, đề phòng bất trắc. Vấn đề về đường tiêu hóa, bản mệnh cũng không thể chủ quan, nên hạn chế ăn hàng quán. Thay vào đó là xây dựng một thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học để giảm bớt áp lực cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Về phương diện phong thủy, phi tinh tháng có nhị hắc hung tinh bay vào trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà, mang theo trường khí hỗn loạn, gây hại cho sức khỏe. Khu vực này cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, thường xuyên. Nếu có thể, hãy đặt một chiếc hồ lô phong thủy ở đó để giải trừ nguồn năng lượng xấu, hóa giải tai ách gặp phải. Tiếp theo đây là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần này, tuổi Quý Mão may mắn nhất là được sao tử vi chiếu mệnh, nên công việc bớt được phần nào khó khăn. Những rắc rối bạn gặp gần đây sẽ được giải quyết và biến mất khỏi cuộc sống. Hãy thở phào nhẹ nhõm vì bạn được phép làm điều đó. Công việc tốt đẹp, ký kết hợp đồng cũng suôn sẻ, bạn nào có việc quan trọng muốn làm như xuất ngoại, khai trương, nhập hàng hay đi xa thì nên chọn ngày thứ hai hoặc thứ bảy. Cụ thể hơn nữa thì vào xem ngày tốt, ngày xấu. Tuy nhiên, tuổi Quý Mão sẽ phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác. Đường tài lộc không dễ gì hao tổn khi được các tinh nâng đỡ. Con giáp này khá may mắn khi tuần mới không bị mất mát số tiền lớn hay bị hao tài bất ngờ. Song vận may thường đến ở thời điểm đầu tuần, nên hãy ưu tiên tiến hành việc quan trọng liên quan đến tiền bạc vào những ngày này. Đường tình cảm nên lưu ý vào khoảng thời gian đầu tuần hoặc gần cuối tuần, dễ xảy ra xô xát hoặc cãi vã to tiếng giữa vợ chồng với nhau hoặc người thân trong gia đình. Nhìn chung, con giáp này sẽ phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để bình lặng mọi chuyện. Cũng may là người kia không quá khó tính nên mọi việc sẽ ổn thôi. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Ngọ, Hợi. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số phát tài, 35, 71, 82. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tuần này có vẻ như tuổi Quý Mão sẽ mất tiền hoặc tiêu tiền khá nhiều cho những việc quan trọng sắp tới đây. Hung tinh đại hao chiếu mệnh mà không hao tài, tốn của thì do số bạn quá may mắn, chỉ có thời gian cuối tuần là đỡ hơn, nhờ có chính tài nâng đỡ, nhưng cũng không bớt được xui xẻo là mấy. Vận trình công danh, sự nghiệp không khả quan, khi mà con giáp này không được tập trung tinh thần cho công việc, nguyên nhân của việc này một phần là do chuyện tình cảm lấn át lý trí hoặc do chuyện cá nhân. Tuần này, năng suất làm việc không cao,
khó đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra. Tài chính ảm đạm, dễ mất mát nhưng sẽ bật lên vào thứ 6 hoặc thứ 7 nhờ các tinh trợ giúp. Bản mệnh hãy cố gắng tận dụng lợi thế của mình, phát huy hết mức khả năng đang có để đảm bảo có nguồn thu nhập ổn định cùng với các khoản thu khác bên ngoài công việc chính. Tình cảm ở mức bình thường, không đến nỗi tệ, trong cái rủi cũng có cái may, dù tiền bạc xui xẻo nhưng tình cảm thì không. Bạn vẫn còn có bạn bè và người thân kề bên động viên lúc nản lòng, một số người đón thêm thành viên mới trong gia đình, đón người thân ở xa tới chơi. Quý nhân, Mùi, Hợi, tiểu nhân, Ngọ, Mão, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số phát tài, 27, 60, 89. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Quý Mão không khả quan cho lắm khi va phải hung tinh tiểu hao đi kèm với thiên hình. Bản mệnh dễ mất tiền nhưng không nhiều, chỉ vì sự nóng giận nhất thời và chủ quan của mình, hãy cẩn thận. Trong công việc, ưu điểm lớn nhất của bạn đó là giỏi thao lược, chủ động, xông xáo nhưng có phần nóng tính, dễ nổi cáu khi công việc không theo ý mình. Công việc là chỗ dựa vững chắc nhất của con giáp này trong tuần, bản mệnh cần giữ sự cân bằng giữa lý trí và công việc để không phạm vào sai lầm đáng tiếc. Tài chính lao đao nhưng không đến mức tệ hại như bạn nghĩ, để hạn chế tối đa rủi ro, tuổi Quý Mão không qua lại những nơi có tình hình giao thông phức tạp, kẻo bị mất tiền phạt. Tiền bạc không ngừng ra đi, lại thêm sức khỏe có vấn đề nên có thể sẽ phải nhờ vả tới sự trợ giúp của người thân trong nhà. Tình cảm khởi sắc trong khoảng thời gian đầu tuần, tin tưởng và tôn trọng là những yếu tố quan trọng nhất để duy trì một mối quan hệ. Hãy dành nhiều thời gian hơn để ở bên một nửa yêu thương của bạn thay vì la cà nhậu nhẹt. Vợ chồng có khổ thì cùng chia sẻ với nhau, không ai phải chịu đựng một mình. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Tỵ, Dậu, màu sắc may mắn, đen, xám, con số phát tài, 17, 52, 96. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Tuổi Quý Mão may mắn được Thái Âm nâng đỡ nên tuần mới này bớt khó khăn hơn hẳn. Đặc biệt là nữ mệnh, đừng ngủ quên trong bình yên bởi hung vận vẫn đang rình rập. Tuy nhiên, nếu bạn cứ sống bình ổn không sân si thì không ai có thể làm khó được bạn hết. Công việc thuận lợi, đời này không cần công việc quá vẻ vang, miễn bạn làm ăn lương thiện, không lừa dối ai là được phù hộ, cầu người không bằng cầu mình. Trông đợi người khác giúp đỡ thì khó lắm, miễn bạn cứ làm tốt việc của mình thì công việc sẽ đi lên, buôn bán đắt hàng, đừng nhờ vả ai hết. Tài chính tuần này, lộc dồn về những ngày cuối tuần, có thể sẽ được trả lương sớm hơn dự định, hoặc được thưởng nóng, tăng lương, hoặc khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế chi tiêu những món đồ đắt tiền, lúc khỏe mạnh để dành tiền cho lúc ốm đau. Tình cảm thăng hoa, đặc biệt là nữ tuổi Quý Mão khéo cư xử nên hay được mọi người để ý, các bạn độc thân dễ có mối quan hệ làm quen mới, qua lời giới thiệu từ người quen nên cởi mở đón nhận. Người đã có đôi thì nhân duyên thắm nồng, vợ chồng hiểu ý nhau, không cần phải nói nhiều. Quý nhân, Hợi, Thìn, tiểu nhân, Mão, Thân, màu sắc may mắn, vàng, xanh, con số phát tài, 23, 67, 68. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 7 âm lịch, được thần tài để ý. Quý nhân chỉ điểm, vận thế lên cao, làm đâu thắng đó, tấn tài tấn lộc không ngừng, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi, sinh vào thời điểm này trong năm. Tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, có công danh sự nghiệp, tiền đồ sáng lạng, rạng rỡ. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, thì bản thân người tuổi Quý Mão sẽ càng ngày càng thêm mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời, chẳng có gì là không thể vượt qua, con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh tháng 3 âm lịch. Xem vận mệnh của người tuổi Quý Mão theo tháng sinh âm lịch, tháng 3 âm lịch trong năm rơi vào tiết Thanh Minh, trời đất giao hòa, phúc lộc tràn trề, bất kể là nam hay nữ thì đây đều là người có phúc. Người tuổi Quý Mão sinh vào tháng 3 âm lịch thông minh, lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có ý chí hơn người. Xem vận mệnh của người tuổi Quý Mão theo tháng sinh âm lịch, đây là người có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người.
dù là trên con đường sự nghiệp hay tài vận, họ đều gặp may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy, chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều công sức, không phải đi đường vòng mà vẫn có được những gì mình muốn, họ dựa vào chính sức mình và năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp, phúc lộc từ cha mẹ anh em chẳng được là bao, phải tự thân vận động, không trông cậy được vào ai. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người sinh tháng này tư chất thông minh, có ngộ tính cao, dù là nói hay làm cũng đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy. Họ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc, không phải trải qua đại nạn gì mà cơ bản con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cát lành như ý. Tài trí hơn người, nhân cách cũng chính từ cao sang, người tuổi Quý Mão sinh tháng 7 âm lịch có tài lộc dồi dào, cơm no, áo ấm chẳng bao giờ lo túng thiếu. Nếu theo con đường văn thơ, nghệ thuật, họ có thể gây dựng sự nghiệp hiển hách, phát huy được tài năng của bản thân, thành danh nhờ tài văn thơ ấy. Có điều, dù làm gì thì cũng đều phải tự lực cánh sinh, tổ nghiệp phước mỏng chẳng được cha mẹ giúp đỡ gì nhiều. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão, sinh tháng 8 âm lịch. Sinh vào tiết Bạch Lộ trong năm, đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát, đại lợi. Sinh vào tháng này, người tuổi Quý Mão tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ đến việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai. Đường nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù nguy nan tổn hại đến bản thân mình cũng chẳng từ, làm việc tốt không chờ ơn báo đáp. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh tháng 8 âm khá tốt, nhiều người có thể làm quan chức, bổng lộc đầy tay, công danh hiển hách, phú quý cho đến hết đời. Khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề nên con đường thăng tiến hanh thông rộng mở. Đường tài lộc của con giáp này cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu cũng có điềm báo phát đạt. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.